cảnh báo là có bán tốc độ nên là đi từ từ à. Thấy chưa, đậu mé nó kêu bán tốc độ thiệt rồi, thấy không? Hello đẹp, hiện tại mình đang đi Khánh Sơn. Giờ là mới chỉ đón được có hai bạn thôi, còn bây giờ lên đường đường gì Nguyễn Tất Thành, đón thêm một hai đứa gì nữa rồi mới đi. Đây là một xe đi theo. Đây nó lên nhà kia đón một chiếc xe chia nữa. Rồi ra Cam Lâm đón thằng nữa. Rồi mới ra Cam Ranh rồi mới lên Khánh Sơn. Lịch trình xích xeo vậy chứ đâu chậm là bỏ luôn. Mấy thằng bạn mình giờ gọi không bắt máy thì ngủ mẹ rồi chứ còn cái gì nữa mà. Né toàn à? Toàn xe cọp không? Các mình xe rùa. Xe chia rồi X57, Exeter 57 rồi. Cái quét. Đấy. Đây là chiếc xe chia. Xe chia thì khác Raider ở chỗ là cái cặp xi nhan nó tích hợp ở trong cái đèn luôn. Còn Raider là cái cặp xi nhan nó sẽ nằm rời ra ở phía ngoài. Ồ, ổng lắp cái đèn gì Batsin không phải. Cái đèn gì quên mẹ rồi, cái đèn gì mà hai cái xi nhan cùng chớp á. Hiện tại mấy anh em đang ngồi nghỉ tại Cam Lâm để đợi thêm một người bạn của mình đang chuẩn bị đi. Hiện tại thì hiện có 3 xe thôi, còn ra Cam Ranh đón thêm 2 xe nữa thì mới bắt đầu hành trình lên Khánh Sơn. Cái xe container đi nó vượt ghê quá. Vượt bên phải không?
đang bước vào địa phận của thị xã thành phố rồi, chứ giờ chắc là thành phố rồi, thành phố Cam Ranh. Chiếc S57 kêu kêu đi chậm chậm để mà dắt đi, mà nó đi nhanh quá trời. Đi từ đi từ từ nha, đi từ thôi, đi cho anh theo, cho anh theo không nổi đây chạy dữ rồi. Đúng rồi, có mày nó mà mày sợ gì cũng hay nó dữ đấy, nó mày đi lễ hội mày đó. Đoàn đã đủ người rồi, gom từ Nha Trang vô tới Cam Ranh luôn, gom. Nên giờ 9 giờ mà vẫn còn ở khu vực này, chưa lên tới cái đèo Khánh Sơn. Gom gì mà từ Nha Trang gom ra thôi, gom vô chứ. Đây mình cũng mua cái chong chóng mình gắn ở trên đầu cho đẹp. Đi nó quay mà sao cái chong chóng này nó không quay à. Cảnh báo là có bán tốc độ nên là đi từ từ à, thấy không? Ủa, có bán tốc độ thiệt nè. Chưa đủ má nó kêu bán tốc độ thiệt rồi, thấy không? Mày thấy chưa? Đi không gương, đi không gương, đi không gương. Cãi. À, bên đây nó có cái lễ biết, nó biết người ta lên Khánh Sơn nhiều nè, đúng. Thấy có không? Vì có đủ có dân địa phương rồi, dân địa phương rồi họ mưa biết thôi chứ đủ đi làng quẹt chết. Thì mẹ người ta đi lễ hội mà gì đâu mà căng thẳng trời. À, đây là cái lần đầu tiên mà mình đi Khánh Sơn, mang tiếng ở Khánh Hòa chứ cũng chưa bao giờ lên Khánh Sơn một lần nào hết. Sẵn dịp này lễ hội trái cây thì mình cũng lên, mình biết thêm một cái địa phương
Hình như là Khánh Sơn là cũng mới tách ra cũng trong thời gian gần đây thôi. Một cái địa phương thì nổi tiếng ở Nam Trung Bộ, đây là một địa phương có cái trái cây, có cái vườn trái cây rất là lớn và rất là trù phú về mặt sản vật thiên nhiên. Chứ Khánh Sơn nó có cái măng khô á, cái măng khô ngon lắm. Nhưng mà cái măng nó thường là gần Tết thì nó mới có. Cái đợt mình được người ta cho cái măng khô đó về xào kho với thịt đồ trò ăn quá trời luôn. Giờ không biết là hội chợ còn cái măng khô đó không thì mình sẽ mua. Hiện tại đoàn đang di chuyển tốc độ cũng chậm thôi, khoảng 50 thôi, bằng tốc độ trong khu dân cư. Tại vì đi khu vực này là đang trong khu vực trong dân cư rồi, tại vì mới đi qua cái bản mà có hình mấy cái ngôi nhà. Thì hiện tại là đang cái mùa lễ hội cho nên là phía chính quyền là họ sẽ biết là có rất nhiều cái phương tiện đang lưu thông trên cái tuyến đường này để lên Khánh Sơn, cho nên là họ sẽ tăng cường để mà kiểm soát, kiểm tra. Bên cạnh đó cũng là một cái kinh nghiệm cho mấy anh chị em, nếu mà đi vào một cái sự kiện, một lễ hội gì đó thì trên cái tuyến đường mà anh em chị em đi á, thì nó sẽ có rất nhiều người và đồng nghĩa với nó là việc kiểm tra tốc độ rồi hành chính đồ nó cũng nhiều. Thì đó là cái điểm mà mình lưu ý khi mình đi chơi. Mình đi ngày thường thì không sao. Cái thằng bạn đi Airblast của mình á, là nó là làm bên Viettel Post, thì là bên giao hàng á, thì nó đi cái mấy cái tuyến đường này nó đi nát luôn. Thì nó đã nói là không có công an đâu, nhưng mà vừa lên chút xíu là thấy có công an đứng bắt mấy cái xe mà chạy quá tốc độ, mấy em thấy không? Nguy nguy hiểm. Bản thân những người mà hay đi cái tuyến đường này họ cũng chưa thể nắm được hết mà. Rồi bây giờ là ra khỏi ngoài khu dân cư nè. Nhưng mà đoàn vẫn di chuyển cũng khá là bình thường thôi, không có gì gọi là nhanh cả. Ta lên đổ lên Khánh Sơn nhiều ghê á, sáng nay sáng chủ nhật rồi, ngày nghỉ nè, họ lên đông, đường gồ ghê quá. Chúng ta bắt đầu lên đèo Khánh Sơn. Nước thủy lợi này, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu. Đẹp em.
sau khi tham gia phiên chợ nông sản ở Khánh Sơn không tìm thấy một trái măng cụt nào. Chán quá, mua khoảng mớ chôm chôm, hình như là cũng còn chục ký á, chục ký chôm chôm về. Tính ở đây mua măng cụt chứ vậy chôm chôm mà măng cụt không thấy, thôi mua chôm chôm về. Tại mấy anh em là đang trên đường về lại Nha Trang, có vài người, có hai người thì sẽ về lại Cam Ranh, còn lại là về Nha Trang với Cam Lâm, kết thúc chuyến hành trình hành xác sáng đi chiều về. Ủa hai thằng bạn mình nó chạy đâu rồi? Đi sau rồi. Chung lên Khánh Sơn cũng chả cái gì chơi, nóng quá. Xe kia đi hết xăng luôn. Đù bây giờ mà đẩy lên đèo là mệt nghỉ. Nhớ hình như là mùa này là mùa của sầu riêng, nên lên thấy sầu riêng bát ngát. Còn những mấy cái trái kia thì ít quá, chủ yếu tìm măng cụt, mà măng cụt không thấy thì thôi. Mua sầu riêng mà sầu riêng ăn ớt quá rồi. Bữa bên phía ba mẹ vợ mình gửi từ Đắk Lắk xuống quá trời, ăn mười mấy ký ăn ăn rồi không lên thấy sầu riêng lơ luôn. Không là người ta chủ yếu lên đây người ta mua sầu riêng thì nhiều. Sở chung sầu riêng Khánh Sơn ăn nổi tiếng. Đù mà cái dốc này. Cái này cua cát dễ té lắm nè. Chân đèo Bãi Dài, mình chả biết cái tên này đèo đây là đèo gì kìa. Sau khi chia tay hai bạn ở Cam Ranh và một đứa bạn của mình ở Cam Lâm thì đang trên đường về thôi. Chuẩn bị tiễn một bạn về, bạn này thì ở trên đường Đại Lộ Mỏ Tóc Nguyễn Tất Thành. Yeah.